Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tiệm máy nổ Hoàng Dân. Hôm nay là ngày 15 tháng 11. Hôm nay thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu tới các cô chú anh chị là hai con máy. Đó, con này là SX A50 nha anh em. Đó. Còn con này là dòng Kubota E60. Hai con này mới về luôn anh em ơi. Cực kỳ đẹp luôn, mới tắm rửa sơ cho em đó rồi. Bây giờ em sẽ quay sơ lược hai con này cho anh em xem. Đó, rồi em sẽ bắt đầu test nổ máy luôn anh em ơi. Con này là SX A50 nha anh em. Còn em này là E60 nha anh em. Đây. Em này thì đẹp tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi thôi bây giờ bắt đầu em test máy luôn nha anh em. Bây giờ em test con SX A50 nha. Rồi bắt đầu em sẽ test con E60 sau. Rồi máy mọt móc rồi là nổ ok nha anh em. Đấy, nằm trên nền cây không có bắt ốc vô anh em ơi. Cho nên là nó chạy tới chạy lâu hoài khó xử lý. Anh em thông cảm nha. Đó, rồi đó, ok. Máy móc rồi là nổ ngon lành nha anh em. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết con này luôn. Rồi em sẽ bắt đầu test cái con E60 cho anh em xem. Đó, thì con này là bao hàng nha anh em. Đó, bao hàng là có nghĩa là chưa bung tháo mở. Hàng nghĩa địa chính tông nha anh em. Đó, thì đây ốc tán nè anh em thấy không, ốc tán của nó là vậy đó. Con hàng này còn rất là đẹp nha anh em. Trời tối quá không thấy được bên trong anh em ơi. Đó, nhưng mà bên trong còn rất là ok. Đây để em quay mặt nắp lát cho anh em xem. Đây. Ốc tán là còn khía cạnh rồi rất là im nha anh em. Đó, chưa bung tháo mở gì luôn. Đó. Ốc nó còn xi mấy màu luôn nha anh em.
nước sơn còn rất là đẹp nha. Đây, chụp cò. Chưa có dấu xả nha nè. Đó. Ốc tán khía cạnh là còn nguyên si luôn nha. Đó. Máy còn rất là êm luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu em sẽ test cái con ở 60 luôn cho anh em xem. Rồi thôi bắt đầu test cái máy ở 60 nha anh em. Mà để chạy oxy tôm hay là chạy xuồng rồi bơm nước rồi á là vô tư luôn, máy cực kỳ mạnh nha anh em thông cảm nha, tại bắt cái nền cây kia thì nó thấp quá đó, rồi quay nó bị đụng cái tay quay thì nó cất lên cái nền cây này thì nó cao, không có bắt cái đế vô anh em, nên là chạy cái máy nó hơi lắc đó luôn, anh em thông cảm nha. Nó không muốn tắt luôn anh em. Rồi ok anh em ơi, xong rồi đó, máy móc đồ là test rất là ok nha anh em, máy cực kỳ nhẹ quay luôn, chạy máy thì im ru luôn đó. Rồi thì bây giờ bắt đầu em xoay chi tiết con này lại cho anh em xem đó. Thì đây anh em thấy không, hàng em hàng này thì mới về đó, ốc tán là còn nguyên si bảy màu luôn nè anh em. Con này thì còn rất là tươi mới luôn nha anh em. Đó, mặt mũi là sáng láng rất ok luôn. Ai, trời nó hơi tối anh em ơi. Mà tại cái bình này, cái máy con máy này nó còn quá trời mới mà. Đó, anh em thấy không? Ở bên trong nè. Sáng trưng luôn nha anh em. Trắng tươi bên trong luôn. Đó. Đây, nước xanh này là nước xanh của nó nha anh em. Con này về hôm bữa rồi để bo một bên luôn, chưa có đem ra quay cho anh em xem. Đó, hôm nay rảnh đem ra quay cho anh em xem.
còn nước xanh của nó luôn nha anh em. Nha, quên quên quên. Đây. Kết nước là còn rất là im nha. Đó, ốc tán nè, còn xi bể màu luôn nha anh em. Con máy này là anh em cổng với chê luôn. Còn rất là đẹp nha anh em. Đây. Đi dầu là còn sáng giới luôn nè. Sáng tinh luôn. Rồi là còn nguyên xi nha nè. Đó, chưa dấu nó mở rồi luôn nha. Còn rất là im luôn. Này, ốc xe dầu ở trong mà cũng chưa có dấu xe dầu nữa nè, thấy không? Đây, bếp cũng vậy luôn. Mọi thứ là còn zin hết nha anh em. Đó. Rồi, đây tiếp theo mặt đập lát. Ốc tán là còn nguyên xi luôn nha anh em. Đó. Rồi thì cái con hơi 60 này là nó 6 ngựa nha anh em. Nó tới 2500 đi tua lận, hết tải của nó là hết công suất của nó luôn là tới 2650. Ở máy cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Anh em mà để chạy xuồng hay là bơm nước hay là chạy oxy thơm rồi đó là anh em xài thiên thu luôn nha. Đây bánh chớn à. Nắp bánh chớn còn rất là đẹp nha anh em. Ngay quạt gió nãy có chạy cho anh em xem rồi đó. Chạy im ru luôn. Ha. Đây chụp cò. Trắng tinh luôn nè nha anh em. Nè, ốc tán nè. Ốc tán em nói là còn nguyên xi nha. Đây. Cái bô của nó là bô zin nha anh em. Nó ít chạy. Đó, hàng nó ít chạy cho nên là cái bô nó còn đen nha. Em này là nguyên ken nha anh em. Hàng nhà, hàng dưới địa nha anh em. Đây, chụp cò còn rất là đẹp nha anh em. Rồi. Anh em nào yêu thích hai con này thì cứ liên hệ tới số điện thoại mình góc trái màn hình giùm em. Đó, thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cho anh em luôn. Rồi, video chúng em tới đây xin kết thúc nha anh em. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo về video mới nhất. Địa chỉ cửa hàng chúng em thì nằm ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nằm cạnh quốc lộ N2, kế chân cầu vượt. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Xin ái chào tạm biệt anh em.